Vì sao giá bất động sản vẫn tăng dù dịch bệnh Covid và giao dịch giảm mạnh? Từ đầu năm 2021 đến nay, nguồn cung và giao dịch bất động sản đều giảm. Nhưng có một nghịch lý là giá bất động sản vẫn tăng mạnh bất chấp dịch bệnh và nhu cầu sụt giảm. Nhiều người đặt câu hỏi rằng vì sao lại có sự bất hợp lý như vậy? Hãy cùng tôi xem những lý do thực sự mà rất nhiều người phải giật mình khi biết được lý do. Tại sao bất động sản vẫn tăng giá dù dịch bệnh và giao dịch sụt giảm? Với những ai lần đầu xem kênh YouTube của tôi là Quang Vinh, chuyên đầu tư tư vấn bất động sản, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế và cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất cho bạn. Hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và chia sẻ video. Xin chân thành cảm ơn bạn. Trải qua 2 năm dịch bệnh Covid từ đầu năm 2020 đến 2021, thị trường thì ghi nhận giao dịch bất động sản giảm và nguồn cung mới cũng ít ỏi. Nhiều người với kỳ vọng trong khủng hoảng sẽ có cơ hội. Cơ hội ở đây là mua được bất động sản với giá rẻ, phục vụ cho nhu cầu an cư, đầu tư, cơ hội trăm năm có một để đi săn hàng giá tốt, giá rẻ. Nhiều người đã thốt lên rằng, thực sự tại sao giá bất động sản luôn tăng mà không hề giảm như vậy? Vậy đâu là những lý do? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Lý do đầu tiên đó là giá đất tăng. Bảng giá đất của nhà nước được điều chỉnh tăng theo rất nhiều so với trước. Kéo theo đó là thuế đất cũng tăng cao hơn và chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng tăng theo. Chi phí giải tỏa mặt bằng tăng cao, đền bù kéo dài từ vài tháng cho đến vài năm. Và giá đền bù thì cao ngất ngưởng theo mức của giá thị trường. Các khoản lãi vay triển khai dự án thì nhờ đó mà cũng đội giá cao lên rất nhiều. Các cái thủ tục pháp lý đầu tư dự án thì mất rất nhiều thời gian và còn rườm rà. Nguồn cung dự án cả về đất nền và các cái dự án nhà ở như chung cư hay nhà phố liền kề đều suy giảm. Giá nhà tăng cũng có những lý do mà chúng ta phải ý, đó là giá vật liệu xây dựng được tăng lên rất nhiều. Sắt thép có thể tăng từ 20 cho đến 30%, kéo theo những cái nguyên vật liệu khác cũng tăng theo. Và giá nhà thì đương nhiên cũng tăng. Cộng thêm với giá chi phí nhân công cũng trở nên đắt đỏ hơn. Nguồn cung của dự án căn hộ và nhà ở mới thì cũng sụt giảm. Rất là ít các cái sự kiện mở bán mới do là lý do là giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid. Ngoài ra cũng có những cái lý do khác, đó là việc lạm phát gia tăng, việc in tiền và bơm tiền hàng loạt ở các quốc gia để cứu nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid. Thu nhập của người dân thì bị ảnh hưởng giảm nặng do kinh doanh gặp khó, thất nghiệp. Kinh doanh tại nhà như cà phê, trà sữa hay là các cái shop kinh doanh thì đều gặp khó khăn và suy giảm về doanh số. Nhiều người thì công ty gặp khó khăn, công việc thì cũng không ổn định, hoặc là bị giảm lương hoặc là bị thất nghiệp. Điều đó dẫn đến kinh tế, thu nhập cũng bị giảm sút rất nhiều. Nhu cầu làm việc tại nhà, work from home thì tăng cao và mọi người thì cần một cái chỗ để ở và kết hợp làm việc. Cái việc giãn cách xã hội thì ngày càng trở nên gay gắt hơn, mọi người ở nhà nhiều hơn. Đáng kể nhất đó là tâm lý ưa chuộng về đất nền, về nhà ở sở hữu lâu dài thì nó đã có sẵn từ bao đời nay của con người Việt Nam. Mọi người muốn sở hữu nhà đất để trở thành của để dành cho con cháu và thừa kế tài sản về lâu về dài. Đồng nghĩa với về lâu về dài, họ cũng có cái sự gia tăng, tăng trưởng giá trị về bất động sản của mình. Khi mà lựa chọn bất động sản thì nó có thể kết hợp nhiều mục đích khác nhau, từ để ở, để kinh doanh hoặc văn phòng cho thuê, hoặc là cho thuê căn hộ đều có thể được. Những cái lý do khác mà khiến cho giá bất động sản tăng mạnh trong thời gian vừa qua, dù dịch bệnh hay là giao dịch suy giảm, đó là bởi vì các ngành nghề kinh doanh khác bị ảnh hưởng rất là nặng nề, như du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí hay là vận tải đều bị đình trệ hoặc là thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều người với tâm lý là mở cửa hàng ra thì có thể là bị đóng lại bất kỳ khi nào bởi vì dịch bệnh Covid hoành hành và có thể phải đóng cửa trong vòng 2 ngày hoặc 1 tuần, thì điều đó là rất là lo lắng trong việc kinh doanh, dẫn đến là các cái lĩnh vực kinh doanh khác nó không được ổn định. Do đó nhiều người vẫn có tâm lý là gì, chọn bất động sản như một kênh đầu tư trú ẩn, an toàn và tránh được các cái rủi ro hay là lạm phát. Dòng tiền từ các kênh đầu tư khác chảy vào bất động sản, ví dụ như là chứng khoán, trong thời gian vừa qua thì bùng nổ và tăng rất cao. Nhiều nhà đầu tư đã chốt lời và chuyển qua bất động sản.
vàng và ngoại tệ đang được giao dịch ở mức rất là cao rồi, có thể bị ảnh hưởng bởi chính trị và nhiều yếu tố khác, do đó nên nó cũng kém hấp dẫn và ít có khả năng lợi nhuận đột biến. Việc gửi tiền vào ngân hàng thì không còn hiệu quả nữa, do lãi suất thì rất là thấp, do đó dòng tiền thì cũng không sinh sôi nảy nở ra được nhiều. Do đó kênh bất động sản vẫn là cái hy vọng vào sự tăng trưởng và trú ẩn cho dòng tiền, cũng như là tránh được những rủi ro về lạm phát. Trong giai đoạn trước mắt, ngắn hạn và trung hạn, khả năng giảm giá bất động sản là rất khó có thể xảy ra. Do đó dù thời điểm nào thì bạn cũng cần phải chuẩn bị trước tâm lý giá cả sẽ leo thang, khủng hoảng sẽ diễn ra. Không phải Covid thì có thể có những cái dịch bệnh và những khó khăn khác diễn ra. Do đó nên bạn cần phải chủ động lên kế hoạch và ứng phó trước những cái rủi ro có thể xảy đến. Và bạn có thể chủ động tìm hướng mới và cơ hội mới. Rất nhiều người đã thành công thông qua cái dịch bệnh mà họ phát hiện được cái khả năng mới và cái sự thành công mới trong những lĩnh vực mới của họ. Cánh cửa này đóng lại là lúc cánh cửa khác mở rộng hơn cho bạn. Lúc dịch bệnh, lúc khó khăn chính là bước ngoặt và cơ hội để bứt phá tiến lên phía trước, hoặc bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Bạn chưa mua được bất động sản không phải vì giá cao mà vì bạn chưa có đủ tiền mà thôi. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới. Xin chân thành cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.